đều nói chuyện nên anh đừng có lo, chắc chắn là trong lớp sẽ có thời gian để anh thực hành với mọi người và anh sẽ thấy là ai cũng sẽ nói hết, và thường là mọi người còn tranh nhau nói tại vì trong thời gian của lớp nhiều khi em không sửa được hết á. Đó là lý do mà anh thấy sau buổi học nếu anh có trong group em sẽ giới thiệu ha, là sẽ thấy mọi người gửi rất là nhiều câu trả lời, tại vì trong lớp nhiều khi thời gian không có đủ hết cho mọi người để đều có thể nói và sửa. Nhưng mà yên tâm là chắc chắn là cuối giờ khoảng chừng 10 phút cuối giờ đó anh, em sẽ chia lớp ra một nhóm 2 3 người để cho mọi người cùng nói chuyện. Okay. So no worry about chance to practice. Everyone has a chance to practice. Ai cũng sẽ có cái cơ hội để mà được tham gia nói trong cái lớp của mình hết á. Ok. Rồi, bây giờ cho phép em check lại nhóm mình để xem có anh chị nào gặp vấn đề về tham gia lớp của mình không ha. Hàng tuần thì mình chỉ có một link thôi các anh chị. Link đó cố định cho tất cả các ngày, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Là lớp mình đã học đến giờ là em nghĩ là phải được 5 tháng rồi. Và tuần nào mình cũng chỉ có một link thôi. Ok. Rồi. Để em chút xíu cho em kiểm tra xem thử là có anh chị nào có vấn đề gì về tham gia lớp học không. Còn nếu không thì mình sẽ bắt đầu sớm các anh chị ha. Chị mình sẽ cánh. Các anh chị đợi em chút xíu. Rồi, cho em chút xíu thời gian em check thử xem nhóm mình có ai gặp vấn đề về tham gia lớp không. Thời tiết bây giờ rất là It's getting cold and rainy. Tức là thời tiết đang rất là lạnh và mưa rất là nhiều, ít nhất là ở Vancouver. Nên em đang bị hơi bị ho. So everyone should take care. Các anh chị à, em nghĩ là tất cả mọi người đều giữ gìn sức khỏe ha. Chứ hiện tại là em cũng đang hơi ho rồi. Sorry các anh chị. Rồi, đợi em drop một cái tin nhắn cuối cùng vào group của mình, sau đó em sẽ bắt đầu. I think it should be good. Rồi, em nghĩ là lớp mình như vậy là ok rồi. Sorry nha, em sẽ cố gắng không ho nhưng mà hôm nay cái họng em không có tốt lắm. Ok. Rồi, ok. Rồi, giờ em quay lại lớp thử. Ok rồi. Rồi, em hy vọng là các anh chị thấy được màn hình của em. Ồ, hình như em chưa share màn hình. Give me a second. Okay. Giờ em sẽ share màn hình cho các anh chị thấy cái màn hình của em nha. Ok, rồi. Bây giờ em nghĩ là các anh chị có thể thấy được màn hình của em rồi đó. Chắc phải gửi thuốc ở đâu về uống hay chứ ho quá. Ok, give me a second. Các anh chị cho các anh chị khác 1 phút nữa ha. Để mọi người vô lớp rồi cả lớp mình sẽ bắt đầu cùng nhau. Có một chị nhắn em là hôm nay không tham gia được. Không sao các anh chị ha. Tất cả các buổi học của mình đều được recording lại. Nên thành ra là nếu như các anh chị không join được á, thì các anh chị có thể coi lại recording trên group hoặc là trên YouTube. Còn đâu những anh chị nào tham gia được thì it's very good, okay? Nhưng mà otherwise thì mình có thể coi trên group trên YouTube, em có recording lại hết. Và sau buổi họp, cho dù các anh chị không tham gia thì các anh chị vẫn có thể gửi gửi gì ta? Gửi câu trả lời các anh chị vô group, em sẽ giúp các anh chị trả lời. Okay. Rồi. Rồi, bây giờ em hy vọng là các anh chị thấy màn hình của em nha. Okay. Nếu như những anh chị nào có hôm nay là buổi đầu tiên của các anh chị thì các anh chị cứ yên tâm, em sẽ giới thiệu một chút xíu về lớp học cũng như bản thân cho một số anh chị tham gia buổi đầu tiên. Tại em cũng nghĩ là lớp mình có một số anh chị tham gia buổi hôm nay là buổi đầu tiên đó. Ok, thì lớp học của mình, ok cái ngày này hơi cũ rồi, cho phép em che lại. Lớp học của mình đó là mình học 7:30 tối thứ thứ ba của Vancouver hàng tuần. Thì đối với những anh chị ở Toronto, như vừa nãy có một anh trò chuyện với em đầu giờ thì nó là
10:30 tối bên Anh, tại vì Toronto thì đi trước Vancouver 3 tiếng. Nếu nếu như các anh chị nào ở Edmonton thì nó sẽ là 8:30 tối thứ ba hàng tuần, còn đối với anh chị ở Việt Nam thì các anh chị phải cộng thêm một ngày. Tức là nó sẽ là 9:30 sáng thứ tư của các anh chị ở Việt Nam. Nhưng mà giờ giấc thì các anh chị đừng lo. Trong group của mình có cái event á, các anh chị cứ bấm vào tham gia event thì họ sẽ tự động đổi giờ và đến gần giờ họp họ nhắc. Em nghĩ đó là cách hiệu quả nhất đối với những anh chị nào mà xây giờ giấc có vẻ phức tạp thì cứ bấm vào event gần đến giờ học hoặc là tham gia group á, em nhắc. Ok. Rồi. Đối với những anh chị buổi hôm nay mà tham gia buổi đầu tiên á thì đây là một chút xíu về bản thân em. Các anh chị có thể tìm trên group hoặc là em public thông tin, tại vì em dạy IELTS được cũng hơn 8 năm rồi các anh chị. IELTS và tiếng Anh, em có viết sách về IELTS xuất bản trên Amazon. Sách này chỉ có những anh chị ở Việt Nam thì chưa mua được, tại Amazon ở Việt Nam họ không cho order. Nhưng mà đối với những anh chị mà ở Canada hoặc là Mỹ hoặc các nước khác thì nghĩ là order được. Ok. Thì sách về IELTS writing em có viết cho Amazon, giá rất là rẻ thôi, tại vì em để cho cộng đồng nên các anh chị có thể mua hay không mua không vấn đề gì. Nhưng mà nói chung là cho anh các chị biết đó là em có một cái nền tảng học thuật mà em nghĩ là em rất là vui nếu như em có cơ hội có thể giúp mọi người vượt qua kỳ IELTS cũng như tiếng Anh nói chung. Về IELTS em có thi IELTS General Training và cả Academic luôn rồi. Điểm của em là khoảng 8.0. 8.0 về theo cái thang của CLB. Số gì? CLB là thang Canadian Language Benchmark á. Thì em là thang 10, tức là thang cao nhất trong những cái thang để định cư. Đối với những anh chị nào mà muốn thi quốc tịch thì chỉ cần thang 4, còn những anh chị nào PR thì tùy ha, thang điểm càng cao thì mình càng có nhiều lợi thế để mình xin PR hơn. Về buổi học của mình thì mình học bằng Google Meet nên chỉ cần các anh chị có internet là các anh chị có thể vô học được. Google Meet thì chỉ có một đường link duy nhất, hàng tuần đều giống nhau. Và họ có một cái chức năng á, là nếu như các anh chị có thể coi bên phải màn hình của mình sẽ có một cái chức năng em zoom vào cho các anh chị, anh chị sẽ thấy chữ chat, tức là để mình nhắn tin á. Thì bây giờ các anh chị có thể nhắn vào cái group đó và cho em biết đây là buổi học thứ mấy của các anh chị được không? Để em nắm được tình hình lớp á mà. So I'm gonna say hi class, which class, how many class have you joined chẳng hạn thế. Thì các anh chị, mỗi anh chị thử dùng cái chức năng nhắn tin đó thử. Classes have you joined, để giống như mình làm quen với lớp ha. Cũng như là những anh chị nào mà tham gia buổi đầu tiên thì em biết em sẽ dễ làm quen với lớp hơn. Ok, lần đầu. Ok, it's very good. Rất là nhiều anh chị hôm nay tham gia buổi đầu tiên ha. Dạ chị Trà My, ok chị buổi đầu tiên. Đối với những anh chị tham gia buổi đầu tiên thì không có sao đâu ha. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cách học rồi các anh chị sẽ thấy là các anh chị hoàn toàn có thể theo kịp mặc dù mình đây là buổi đầu tiên của mình. Ok. Good. Rồi, trong quá trình giảng nếu các anh chị có gì thắc mắc thì có thể hoặc là giơ tay hoặc là nhắn vào khung chat em sẽ trả lời. Ok. Rồi. Rồi, ok, đó là làm quen với lớp. À, em thấy có một anh chị nhắn cho em nhanh. Rosie ơi, giữa General Training và Academic có sự phân biệt khi nộp định cư không? Dạ có anh. Nếu như mà anh thi Academic thì anh chỉ có thể nộp để đi du học thôi. Nước nào cũng vậy chứ không phải mỗi Canada không đâu anh. Du học, ví dụ anh học lên đại học, anh học thạc sĩ, anh học tiến sĩ. Đối với học sinh cấp 3 thì họ chưa cần tiếng Anh. Còn đâu nếu anh General Training là anh để nộp định cư. Thì người Việt Nam mình, các anh chị trong nhóm Việt Nam hay gọi tắt là PR, thì để em nhắn cái đó cụ thể và cho các anh chị. PR tức là Permanent Resident, tức là làm thường trú dân á. Thì các anh chị cần phải là General Training và họ sẽ không chấp nhận Academic đâu. Đối với những anh chị nộp quốc tịch cũng sẽ là PR, sorry, cũng sẽ là General Training. Nên thành ra là câu trả lời là tùy vào mục đích. Nếu anh chị mà đi du học thì phải là Academic, và nếu anh chị mà định cư, quốc tịch thì phải là General Training. Mà mình không thể là muốn thi cái gì thì được. Ok. Rồi. Vậy sự khác nhau khi ôn luyện như thế nào? Bây giờ khác nhau như thế nào? Gần như là chỉ khác nhau về phần reading, tức là phần đọc, và writing là phần viết thôi các anh chị. Đọc và viết cấu trúc đề thi khác nhau, còn phần listening và speaking, listening là nghe, speaking là nói, và lớp hôm nay là về speaking nha. Thì sẽ không có sự khác biệt nhiều. Em hy vọng là câu trả lời của em có thể đánh máy ra cho các anh chị. Không, em nghĩ không đánh máy đâu, em viết trong này luôn cho các anh chị dễ nhìn.
Như ở đây các anh chị thấy em có viết sách về writing á, thì sách về writing các anh chị có thể tham khảo, thì các anh chị đã thấy là writing khác nhau giữa hai kỳ thi general training và academic, cũng như reading là khác biệt ha. Còn hai kỹ năng còn lại là listening và speaking gần như là giống nhau. Và nếu như các anh chị mà đang ở Việt Nam thì sẽ có một cái bất lợi khá là lớn khi học general training, tại vì các trung tâm ở Việt Nam không dạy general training nhiều đâu. Em thấy các trung tâm Việt Nam chủ yếu dạy academic để cho các bạn đi du học. Ok, rồi bây giờ em sẽ vào luôn cái buổi học hôm nay, thì các anh chị sẽ hiểu là khác biệt như thế nào. Ok, khi mà em mở cái lớp học hàng tuần miễn phí như này thì có nhiều anh chị hỏi em, giả sử chị không học buổi trước thì chị có theo kịp buổi sau không, hoặc là như hôm nay các chị anh chị có thấy trong lớp mình có rất nhiều là anh chị là học buổi đầu tiên á, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các anh chị cách để mình tự tin mình tham gia nha. Mỗi một buổi em đi một chủ đề, và cái chủ đề này nó hoàn toàn nó riêng biệt, nên thành ra nếu như các anh chị có đây là buổi đầu tiên hoặc là buổi thứ bao nhiêu các anh chị cũng không là vấn đề. Mình hoàn toàn có thể học cái chủ đề này và tuần sau mình sẽ học chủ đề khác. Các anh chị có thể coi lại, nhưng mà còn không thì mỗi buổi là một chủ đề, không có vấn đề gì về cái việc đây là lớp đầu tiên của mình cả. Rồi, câu hỏi thứ hai đó là, vậy thì Rosie soạn cái giáo án dựa theo chủ đề này là Rosie có một cái trình tự hay một cái lý do gì để em dạy những chủ đề này không? Thì câu trả lời là có. Như các anh chị thấy là em có viết nè, IELTS Speaking Part 1 2023, tức là kỳ thi nói IELTS phần 1 năm 2023. Lý do là như thế này, trong kỳ thi nói thì nó có 3 phần, Speaking Part 1, 2 and 3, yes. Và kỳ thi Part 1 á, thì họ luôn luôn hỏi về, không biết có anh chị nào bữa trước học hoặc là đã từng biết về IELTS Part 1 thì sẽ biết này. Về phần 1 họ luôn luôn nói về you, tức là họ luôn hỏi về bản thân anh chị, tức là tất cả những thứ xung quanh cuộc sống của anh chị. Chính vì cái tính chất mà hỏi về bản thân anh chị và những thứ xung quanh cuộc sống anh chị, vậy nên những cái chủ đề nói ở phần 1 á, dường như là sẽ có thể trong một cái phạm vi nào đó mình có thể chuẩn bị trước. Ví dụ, năm 2023 thì đây là những cái chủ đề mà học viên của em đã thi và rất là nhiều bạn đã nói về với em là những cái chủ đề này, và cộng với kết hợp là coi những cái đề thi của những cái thầy cô chấm thi khác á, thì em thấy đây là những cái chủ đề của 2023 thi sẽ, nếu các anh chị chuẩn bị được những chủ đề này thì em nghĩ các chị hoàn toàn tự tin và không có vấn đề gì về IELTS Speaking Part 1. Và lớp mình thì mỗi một buổi em sẽ dạy một chủ đề ha. Giống như ở đây các anh chị sẽ thấy là có những cái chủ đề in màu xám này nè, là em đã dạy rồi. Các anh chị muốn coi lại thì coi, còn không coi không sao hết. Tại vì không coi thì mình hoàn toàn có thể học chủ đề mới thôi. Bây giờ cho em mượn một cái stamp. Em đã dạy về appearance rồi, ok. Hoặc là những anh chị nào mà đã học buổi trước thì biết là buổi trước mình học về chủ đề music. Em nhớ là có một anh chị ở đây mà em nhớ là đã gặp anh chị ở buổi trước rồi đó. Hình như là anh Corporation Đình Anh thì phải. Nhưng mà nếu nhớ nhầm thì thôi ha. Buổi trước mình học chủ đề về music, là về âm nhạc. Coi lại thì anh vô group, hoặc là anh sẽ có kênh YouTube của em, là kênh YouTube em up theo cái thời gian thì dễ coi lại hơn group. Hoặc là anh có thể nhắn tin vô group, em sẽ gửi YouTube cho anh. Ok. Ok. Rồi. Yes, ok. Buổi trước thì mình học một chủ đề về music, ok, là về âm nhạc. Thì đây là những chủ đề mình đã học nè. Animals mình học rồi. Clothes là quần áo học rồi. Health, home, hometown, những chủ đề này mình đã học rồi. Những chủ đề màu trắng này thì mỗi một tuần em sẽ giới thiệu cho anh chị một chủ đề và hy vọng nó sẽ giúp với anh chị có một sự tự tin nhất định khi mà thi IELTS Speaking Part 1, tức là phần nói đầu tiên của IELTS. Và chủ đề hôm nay mình sẽ học về chủ đề gì các anh chị? Mình sẽ học chủ đề này nè các anh chị. Cái nhìn like của em này, nó là về travel and transportation, tức là hỏi về cái sự nếu như mà mình du lịch hoặc là những cái phương tiện để mình đi ấy, gọi là travel and transportation. Nên thành ra hôm nay mình học về chủ đề này các anh chị nhé, travel and transportation. Ok, rồi bây giờ em sẽ dừng lại một chút xíu, các anh chị nào muốn hỏi về phần này không trước khi mà em đi thẳng vào cái chủ đề ngày hôm nay là travel and transportation? Còn nếu các anh chị ok, các anh chị nhắn ok. Ok, it's good. Rồi, mọi người yên tâm ha. Chắc chắn là sẽ sau khi hướng dẫn từ vựng xong sẽ cho mọi người, ai cũng sẽ được nói hết. Nên thành ra là bây giờ em sẽ nói nhiều chút xíu, nhưng mà lát nữa là sẽ là the turn of everyone in the class. Ok, rồi. Về travel and transportation thì em có chuẩn bị những từ vựng cho mọi người ở đây nhé. Rồi, em có chuẩn bị từ vựng cho mọi người ở đây.
Ở đây đó là những cái từ vựng về chủ đề là transportation, tức là những cái phương tiện di chuyển. Rồi, đối với chủ đề mà transportation thì đi thi á, vô phòng thi phần 1, giám khảo họ có thể hỏi những câu sau, cho phép em được đánh máy lên group. How did you get here today? How did you get here today nghĩa là gì các anh chị? Bên nào đến hôm nay? Yes. Tức là người ta có thể hỏi mình đó là hôm nay mình đã đến đấy bằng bằng cách nào? How did you get here today? Thì mình có thể chọn cái phương tiện bất kỳ nào hôm nay mình đến đây. Ok, bạn đến đây bằng cách nào? Yes, very good. Rồi, họ cũng có thể hỏi là em đánh máy cho các anh chị nhé. Do you often use public transport? Tức là nghĩa là gì các anh chị? Bạn thường xuyên di chuyển phương tiện công cộng. Dạ, bạn có thường xuyên di chuyển bằng phương tiện công cộng không? Còn phương tiện công cộng là gì thì mọi người đều biết ha, bus. Ở bên nước ngoài mình có Skytrain hoặc Subway. Thì những cái từ vựng hôm nay em sẽ đưa và hy vọng là mọi người có thể coi được. Okay. Thì đây là đó là những câu hỏi, còn nhiều câu hỏi lắm. Nhưng mà bây giờ trong lớp hôm nay em sẽ hướng dẫn hai câu này trước. Các anh chị có thể chọn một trong hai câu này để làm câu trả lời cho mình. Lát nữa thì các anh chị sẽ chuẩn bị câu nói để mình sửa ha. Là các anh chị hoặc là trả lời How did you get here today? Tức là hôm nay mình đến cái kỳ thi này mình đến bằng phương tiện gì? Hoặc là Do you often use public transport? Mỗi anh chị chọn dùm em một trong hai câu. Ok, mỗi anh chị chọn dùm em một trong hai câu rồi em trong lớp em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách trả lời. Rồi, đầu tiên á là cách trả lời, các anh chị nào học các buổi trước thì cũng biết rồi ha. Khi mà người ta hỏi mình cái gì đi nữa ở phần 1, mình cũng ráng trả lời từ 2 tới 3 câu. Ok, ví dụ người ta hỏi là How did you get here today? Bạn đến đây bằng cách nào? Giả sử một số bạn đi bằng xe đạp đi, là bicycle, right? Mình đừng có chỉ nói là bicycle. Giám khảo hỏi How did you get here today? Mình trả lời bicycle, mình sẽ không có điểm được. Tại vì nó không cho thấy một cái nỗ lực giao tiếp nào trong cái câu trả lời của mình hết. Mình phải ráng trả lời từ 2 đến 3 câu. Ok, nếu như mà các anh chị đến bằng xe đạp thì phải nói là I came here, how to say, I came here by bike or bicycle because the roads are pretty congested at this time and a bike might be quicker. It took me 15 minutes to get here. Em lấy ví dụ thôi. Nếu mà trả lời là đến bằng xe đạp thì phải nói là tại sao? Tại vì đi xe đạp sẽ tránh được kẹt xe và tốn của tôi khoảng 15 phút. Thì cái độ dài lý tưởng cho một câu trả lời là từ 2 tới 3 câu. Ok, rồi bây giờ áp dụng cái phương pháp đó. Bây giờ em sẽ đi ra một loạt tất cả những cái phương tiện này. Mỗi anh chị cho nghĩ trong đầu của mình những cái từ vựng này các anh chị có thể học hoặc là có thể chuẩn bị để trả lời ha. Nhưng mà anyway, how did you get here today and do you often use public transport? Ok, rồi về phần từ vựng thì em sẽ đi từ trái qua phải nha. Em nghĩ em đi từ trái qua phải thì sẽ dễ cho các anh chị nhất. Ok, airplane thì như cái hình nào anh chị thấy rồi, nó là bay. Yes, airplane là máy bay. Ambulance, xe cứu thương. Yes, very good chị. Đúng rồi đấy. Ambulance là xe cứu thương. Ok, what else? Baby carriage, xe nôi của baby, trẻ con. Dạ, nếu các anh chị mà ở Việt Nam thì sẽ không thấy nhiều đâu. Tại Việt Nam mình trẻ con thường không đẩy xe nôi ra ngoài đường. Nhưng mà ở bên ngoài, nước ngoài các chị sẽ thấy rất là nhiều đấy. Và nó vẫn tính là một phương tiện nha các anh chị. Ok, carriage, baby carriage, tức là xe nôi. Thậm chí người ta không những là đẩy em bé không đâu, một số người họ còn đẩy cả thú cưng nữa. Thì cái đó gọi là gì các anh chị? Các anh chị có bao giờ để ý là người ta đẩy chó mèo bằng xe không? Có nhiều hơn cả bé. Nhiều hơn cả người đúng không? Tại bên này họ rất là cưng chó mèo. Thì những anh chị nào ở Việt Nam có thể thấy không có liên quan, nhưng mà không sao, tại vì lớp học mình nhiều. Nhiều nền văn hóa nên thành em cũng giới thiệu một chút xíu. Nếu như mà xe đó mà đẩy thú cưng thì người ta sẽ không gọi là carriage nữa, mà người ta sẽ gọi là pet. Pet gì các chị? Người ta sẽ gọi là, để em đánh máy này cho một số anh chị, nếu như anh chị muốn biết ha, muốn ghi lại. Người ta sẽ gọi là pet stroller. Nhìn bên ngoài thì không khác gì xe em bé, nhưng mà thật sự nó nhỏ hơn chút xíu. Và nó để chở thú cưng, chở chó, chở mèo, chở gì chở. Nếu mà chở người thì là baby carriage, còn chở thú cưng sẽ là pet stroller. Ok, đối với anh chị đi bằng xe đạp thì nó sẽ là bicycle. Bicycle is good.
Ferry. Phà. Yes, very good. Ferry. Yes, ferry. Ở bên BC em đang ở. BC em đang ở thì có rất là nhiều đảo nên thành ra là ferry. Nếu em cũng sẽ không ngạc nhiên nếu một người đi phà đi thi đâu, tại vì bên này có rất là nhiều đảo. Ok, rồi. Fire truck là gì các anh chị? Xe cứu hỏa. Yes, truck không á. Em coi có từ truck không ở đây nè. Hopefully have somewhere here. Nè, truck không á là xe tải, được chưa? Mà thêm chữ fire ở đầu thì nó sẽ là xe cứu hỏa. Cứu hỏa, it's very good. Và nếu mà các anh chị có đọc á, em để ý chút xíu thôi, mình đọc được và đọc không được thì cơ. Nó không phải là fire đâu nha các anh chị, tại vì nó có r, nó phải là fire. Fire. Yes. Có thể là các anh chị thấy khó đọc, nhưng mà nếu các anh chị cố gắng một chút xíu thôi thì mình sẽ quen ha. Lý do là âm r trong tiếng Anh có đọc ra chứ không phải không đọc, nên thay vì là fire, no, fire. Fire truck. Yes. Em thấy các anh chị đọc rất là tốt đó. Rồi. Có một cái xe em không biết là ở Việt Nam có xe này không nữa. Thôi những cái nào mà ở Việt Nam mà không quá phổ biến thì em có thể cho qua, hoặc là em nói những cái phổ biến nhất, ok? Hang glider. Hang glider là gì các anh chị? Hàng diều ạ? Diều lượng, diều lượng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái này dùng cho những cái chủ đề travel thì đúng rồi. Ví dụ người ta hỏi là what diều. Travel activities, right? Đi du lịch thì một số anh chị sẽ nói lại real life hang glider. Diều. Tức là diều anh chị lượng, thấy diều. Là có người ở trong này nè, rồi hỏi lượn. Hang là các anh chị treo lên, glider là lượn. Ok, rồi. Bus thì là mình biết rồi ha, cái này là phổ biến nhất nè. Tức là xe bus. Ok. Bullet train. Bullet train là gì mọi người? Tàu siêu tốc à? Yes. Cái này thì ở Canada em không gặp nhiều đâu. Em nghĩ chắc là những anh chị nào mà ở Nhật sẽ gặp nhiều hơn á. Cái đầu nó nhỏ như là cái bullet. Bullet là cái viên đạn á các anh chị. Cái viên đạn. Yes, and a bullet train. Các anh chị thấy cái đầu nó nhọn như viên đạn. Ở Canada thì sẽ gặp này nhiều. Ở Việt Nam nghĩ là cũng khánh thành tuyến metro rồi đó. Ở Canada thì các anh chị sẽ gặp cái này. Subway. Đối với những anh như là vừa nãy có bạn ở Ontario, nó nằm dưới đất á, thì gọi là subway. Nằm ở trên á, thì gọi là train. Trên trời là sky train. Okay. Thì tùy vào địa phương của mình mà hình thức di chuyển của mình sẽ khác nhau. Nhưng mà đối với những anh chị ở Vancouver thì sẽ là sky train. Và những anh chị nào mà ở Toronto sẽ là subway. Và nếu như các anh chị mà ở Nhật hoặc là ở Trung Quốc thì em nghĩ mới có bullet train này. Ở Canada em không nghĩ là có, chưa có, hoặc là em không biết. Ok. Rồi. Car thì mình biết rồi ha. Nó là xe, xe nhỏ, xe 4 chỗ thì gọi là car. Police car tức là xe cảnh sát. Yes, đúng rồi. Police car là xe cảnh sát. Ok, ok, it's good. Ok, cruise ship. Cruise ship là gì các anh chị? Tàu du lịch. Đúng rồi, những anh chị nào ở BC sẽ rất quen với tàu này. Mặc dù có thể là chưa đi, em cũng chưa đi, nhưng mà tại vì mình có một bờ biển rất là dài và người ta sẽ khai thác du lịch, thì cái tàu mà để khai thác du lịch như vậy á, gọi là du thuyền á, thì nó sẽ là cruise ship. Ok, ok. Rồi, bây giờ có một cái phương tiện mà em nghĩ là ở Việt Nam sẽ rất là phổ biến nè. Scooter. Scooter là gì các anh chị? Xe tay ga, xe gắn máy. Đúng rồi. Và nó là phân khối thấp. Nên thành ra đó là ở Việt Nam mình chủ yếu là scooter. Ví dụ như em thấy, em nhớ là ngày xưa em có học đại học ở Việt Nam, ok? Cái xe mà bình thường phụ nữ đi hoặc là xe wave, anything, đó là phân khối nhỏ thì gọi là scooter. Nên thành ra đó là có một cái sự nhầm lẫn nhỏ ở đây á, là gần như là khi thi các bạn hay dùng từ là motorcycle, ok? Nhưng mà em nghĩ là nếu các bạn có nói motorcycle thì giám khảo cũng sẽ hiểu là chắc là bạn nhầm rồi, bạn lái scooter đó. Mà bạn lại nghĩ motorcycle, motorcycle là chỉ dùng cho phần khối lớn. Phần khối lớn thôi. Cái bàn lái của motorcycle nó cũng sẽ riêng. Ở bên này thì scooter vẫn có, nhưng mà gần như người ta xài như phương tiện, gọi là xe đạp điện thôi, còn nó chủ yếu là motorcycle, ok? Nhưng mà em nghĩ đó là nếu như các anh chị come to the exam, quay trả lời lại câu hỏi how do you get here today? Em chắc chắn là ở Việt Nam sẽ có rất nhiều anh chị đi scooter đúng không? Thì mình có thể trả lời là I came here by my scooter. Tôi đến đây bằng xe scooter của tôi. Và vì mình nên trả lời 2-3 câu thì mình đưa lý do ra. Because it's very convenient to use scooter.
If I go by bus, I have to wait for a long queue. Rất là tiện lợi đi bằng scooter. Nếu tôi đi bằng xe bus, chắc tôi phải đợi hàng dài lắm. Okay, so try to make conversation two or three sentences. Good. Rồi. Để em xem có những cái nào nó phổ biến không mà mình có thể nói. Với những anh chị mà ở Alberta, em nghĩ là cái này các anh chị có này, đúng không? Hoặc là những anh chị ở Ontario cũng có cái xe này. BC em không gặp đâu. Tram. Tram hoặc là ở Toronto họ gọi là streetcar, tức là xe đó như thế nào? Xe nó như có đường dây điện ở bên trên, chạy bằng điện, đúng rồi. chạy À, những anh chị nào ở bằng điện. Ontario thì biết ha, tại vì em ở Ontario một thời gian cũng khá là lâu trước khi em chuyển qua BC. Thì tram là cái xe streetcar của các anh chị á, tức là nó có cái đường ray và nó chạy bằng cái điện ở phía trên, gọi là tram. Okay, ở Alberta thì em pretty sure là tram is very popular, right? Okay, rồi. Đó là một số cái từ vựng phổ biến. Taxi thì mình biết rồi, chắc là nhiều anh chị ở đây cũng có xe đi taxi để đi thi á. Ngày xưa em cũng đi thi bằng taxi á. Because I just don't want to drive, okay? Taxi is so convenient, you just pick up phone call. Em đi taxi bởi vì em không muốn lái xe vào cái ngày thi và chỉ cần gọi là người ta đến liền. Ok, rồi. Bây giờ để dành nhiều thời gian hơn cho các anh chị thực tập thì em sẽ thu nhỏ cái từ vựng lại. Các anh chị đừng có lo về từ vựng ha. Trong group á, em có post đầy đủ. Nên các anh chị sau buổi họp nếu muốn giữ lại từ vựng này, cứ mình cứ vô group á, là mình sẽ thấy tất cả từ vựng này, mình có thể lưu lại tùy các anh chị. Rồi, bây giờ cái mục tiêu của mình ngày hôm nay đó là các anh chị hoặc là trả lời cho em câu này. How do you get here today? Thì vừa nãy em đã đưa ra một số cái ví dụ rồi. Hoặc là những anh chị nào muốn trả lời câu này, Do you often use public transport? Thì các anh chị có thể chọn là Oh, I use bus all the time because the ticket is free and I'm a student, I have monthly pass. Tôi sử dụng xe bus tại vì giá rẻ và tôi là học sinh, tôi có cái thẻ tháng. Okay. Thì một trong hai câu này anh chị có thể chọn bất cứ câu nào. Ok. Rồi. Nếu các anh chị có thắc mắc gì thì nhắn vào group để em biết, còn nếu không bây giờ em sẽ bấm là 1 phút. Các anh chị tự chuẩn bị cái câu của mình nhé. Hết 1 phút thì mọi người cứ xung phong giơ tay, em sẽ giúp các mọi người sửa cái câu trả lời của mọi người. Ok. Rồi. Bây giờ em sẽ bấm 1 phút trước. Mọi người nghĩ câu trả lời của mình thử xem, rồi sau đó mình giơ tay mình trả lời, em sẽ giúp mọi người sửa. How did you get here today, or do you often use public transport? Rồi, chị cứ thoải mái ha, còn 15 giây nữa. Đi thi nha các anh chị thì mình sẽ không có 1 phút đó đâu nha. Tại trong lớp em cũng muốn mọi người có thời gian để luyện tập hơn. Nhưng mà đi thi là họ hỏi các anh chị phải trả lời liền đó nha. Ok, nhưng mà không sao, lớp mình đang học nên thành ra là mình cứ cố gắng để mình có cái câu trả lời tốt nhất thôi. Nhưng mà when you go to exam, definitely you don't have any time in between. You have to have a conversation right away. Đi thi là không có thời gian để mà mình nghĩ đâu. Ok. Rồi em thấy có chị Trà My Võ, chị giơ tay nãy giờ rồi, em không biết là chị có thể mở cái mic, tức là cái mic là gì ta? Là cái để thu âm á chị, cái giọng của chị có thể mở ra và chị nói chuyện với em được không chị? Yes. Ok, so which questions you want The number two. to choose? So do you often use public transport? Yes. I often go to work by my car because I feel convenient for me when I go to work. The first, if I go out, the first reason, the winter come, so I feel very freezing. So when I think I turn on the heat first, and I feel very comfortable. When sick on my car, I feel warm, and
I don't wait and I don't I think I don't waste time too much if I wait about something like that. So that's the reason I feel sorry. The first person, so I don't think too much. Sorry about that. No worry. Where are you located? If you don't mind. In Alberta. Oh, Alberta is very good. Okay. Yeah. Chị vừa nãy chị nói em chị trả lời câu do you often use public transport hả? Hay chị trả lời câu nào? Yes. Okay. The rồi. Number two. Yeah. The number two. Câu trả lời của chị thì em cũng chưa ghi chi tiết nhưng mà không sao. Mình lấy cái tinh thần thôi rồi em thấy chỗ nào có thể sửa được thì em sẽ sửa thêm ha. Nhưng mà đi thi. Yeah. Đầu tiên đó chị. Bây giờ cho em và chị như em nhận xét ha, cái fluency của chị sẽ rất là good. Fluency là gì? Chị nói rất là trôi chảy. Em nghĩ là very good. Chị đang nhắm đến thang điểm bao nhiêu? Maybe five. Five. If I can stick up, that's good. Em nghĩ chị chỉ cần luyện tập chút xíu, miễn là phần 2, phần 3 của chị vẫn làm tốt như phần 1 thì chị hoàn toàn có thể đạt được điểm 5. Tại vì your speaking is pretty good, show a lot of fluency. Yeah, ok, rồi bây giờ đầu tiên á, là về cái câu này. Tại vì chị chọn câu này nên em phải trả lời thôi đúng câu này. Do you often use public transport? Yeah. Thì public transport thì như mọi người cũng biết rồi, nó có nghĩa là gì? Phương tiện công cộng. Đúng rồi. Thì yeah, cái câu trả lời của chị phải xoay quanh đó là tức là chị hiểu không? Tức là khi mà đi thi á, chị trả lời mà có lệch chủ đề một chút xíu á, nhưng mà với cái fluency của chị tốt thì họ vẫn sẽ cho chị điểm. It doesn't matter. Nhưng mà vì đây là luyện tập nên em cũng muốn là sửa cho chị những cái mà em có thể sửa trong thời gian mình luyện tập, chứ đi thi thì chị cứ nói sao mà chị cảm thấy thoải mái thôi ha. Nhưng mà như câu hỏi của mình thì do you often use public transport? Thì nếu như chị use thì chị phải nói public transport của chị hoặc là do you bus? Ok, okay. Để em xin em cái bút. Nếu như chị dùng nha, giả sử trong trường hợp mà chị dùng thì chị sẽ nói là oh I use bus, I taking bus every day, rồi chị đưa ra tại sao. Hoặc là nếu như chị dùng tram như vừa em nói đó, tại vì ở Alberta for sure you don't have tram. Người ta gọi nó là cái tên gì ở Alberta có tên gọi riêng. Thì chị cũng nói là I use the tram every day because why. Còn nếu chị không dùng nó thì chị phải nói là chị không dùng và lý do tại sao. Ví dụ như là I don't like, như vừa nãy chị nói nè, I don't want to waste much time waiting for the bus, bla bla. Thì chị phải đưa phần này lên trước. Tại vì cái câu của mình đang xoay quanh là public transport, thì chị phải đưa phần đó lên trước, nói là I don't really use public transport because I don't want to waste time waiting for the bus. Okay. Sau đó chị mới nói là instead. Instead là gì? Thay vào đó chị refer. Instead, I prefer go to work by my car because I feel convenient. Yeah. Nhưng mà như vậy thì nó mới vào đúng trọng tâm. Còn nếu như mà vào mà chị chỉ nói Còn nếu như mà vô mà chị nói về xe chị đi thì nó cái câu của trời của chị nó phù hợp với câu này nè. How do you get here today? Nhưng mà cao nhỏ. Ok, nên thành ra đi thấy fluency của chị is very good và chị cứ trả lời đúng những cái thứ mà chị nghĩ và chị đừng có lo gì về những cái ý tứ. Nhưng mà nếu mà luyện tập thì đó là cái ý của em, chị phải trả lời câu hỏi trước và sau đó chị muốn thì chị có thể thêm. Ok, đó là một. Nếu để em gợi ý một chút xíu, đó là em thấy có một số từ vựng mà em nghĩ là em có thể giúp mình lớp mình biết thêm. Đầu tiên á, đó là những anh chị nào dùng từ go to work là very good, không có gì sai với go to work. Nhưng các anh chị có biết cái từ nào đồng nghĩa với go to work không? Các anh chị có bao giờ nghĩ đến từ đồng nghĩa với go to work là gì không? My job. Dạ, dạ, em có nghe một chị nói là gì vậy chị? I come. Come home thôi chứ người ta không come to work. Về nhà thì come, nhưng mà work thì commute. Đúng rồi, em thấy có một chị Kiều My, chị dùng từ commute là chính xác đó chị, 100% đó. Người Việt mình không xài từ này nhiều. Em nghĩ chắc là do văn hóa thôi. Nhưng mà từ này nó rất là phổ biến đó chị. Thậm chí là người nước ngoài nó xài nhiều từ này hơn là từ go to work nhiều á. Thì chị chỉ cần nói từ commute thôi là người ta đã hiểu là đi làm. Bản thân nguyên cái cụm go to work nó chỉ bằng đúng một từ commute thôi. Okay. Nên thành ra thay vì nói là
Tại vì nói sao chị? Đó là I often go to work by my car. Thì chị có thể nói là I often commute often by car. commute By car. by my car. Yes, by car, by my car is okay. Tại vì xe chắc là xe của chị rồi, chứ đâu có xe của ai được. Ok, nhưng mà nếu được thì các anh chị thêm từ này giúp em vào cái từ vựng của các anh chị. Có thể nếu cái từ vựng của chị tốt, chị có thể 5.5 hoặc 6. Nhưng mà commute là một trong những từ như vậy, tức là nó rất là phổ biến. Chẳng qua đó là khi mà nói mình không có thấy nhiều người trong cộng đồng mình xài nên mình nghĩ là nó không phổ biến. Thực sự nó is very common, nên là một từ rất phổ biến, commute. Thậm chí những cái tuyến tàu mà để thiết kế cho người ta đi làm, người ta gọi là commuting train luôn á. Tức là chuyến tàu chỉ để cho đi làm thôi. Ok. Thì đó là một điểm mà em thấy em có thể giúp chị về mặt từ vựng. Điểm thứ hai á, đó là I feel freezing, right? Tức là chị cảm thấy rất lạnh. Ngoài từ freezing còn từ nào đồng nghĩa với cái từ lạnh nữa không các chị? Cold. Cold is very good. Anything else? Các chị có thể dùng từ này Cuốn. nè. Chilly. Chill á là có nghĩa là lạnh á, se se là lạnh. Chilling tức là tôi cảm thấy lạnh dữ lắm. Còn đâu những anh chị mà bây giờ em biết là Alberta bây giờ đang tuyết dữ lắm luôn á, ngập luôn á, thì các anh chị có thể nhấn mạnh thêm cái độ ngập của nó bằng từ là frozen, tức là lạnh mà lạnh đóng băng luôn. Okay. Thì trong những từ này cho phép em tạm thời bỏ từ cold ra, không phải nó sai mà tại vì em đang muốn hướng dẫn một số cái từ nó ít phổ biến hơn á. Thì các anh chị có thể nói là freezing, frozen và chilling đều có nghĩa là rất lạnh. Ok, pretty much than that. Em nghĩ là it's very good. Rồi, comfortable, có cái từ nào đồng nghĩa với comfortable được không các chị? Anh chị. Convenient. Convenient. It's kind of convenient, tức là chị cảm thấy cái gì đó rất là tiện. Easy, easy, tức là convenient, ý của nó là rất là tiện. Còn comfortable thì nó nói về cái cảm xúc là mình cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu á. Thì có rất là nhiều từ ha, em chỉ liệt kê một số từ nhưng mà nghĩ những từ này có thể giúp cho anh chị trong một số trường hợp chẳng hạn. Cozy. Cozy là cảm thấy thoải mái và theo kiểu ấm áp dữ lắm, đặc biệt là trong cái bối cảnh chị em nói trời lạnh. Ok. Yes. Anything Yes. else? A lot of things. You relax. Chị cảm thấy rất là thoải mái. Những cái từ mà em để ở đây này, nhiều trường hợp các anh chị có thể xài lắm, nhưng không phải mỗi trường hợp này, nên nếu như các anh chị muốn, các anh chị có thể giữ lại. Vì em nghĩ đó là có rất nhiều trường hợp các anh chị có thể dùng từ relax hoặc là cozy instead of comfortable. Ok, có một từ này nữa, pleasant. Em nghĩ đó là nó dùng được rất nhiều trường hợp. Nên những cái từ ở đây mẹ minh đậm dùng được trong nhiều trường hợp khác nhau. Not just this context, ok? So I feel so pleasant, I feel so cozy, or I feel so relaxed. Đều có nghĩa rất là tốt và nó có thể là nó sẽ giúp cho anh chị có nhiều cái lựa chọn về từ vựng hơn. Ok, rồi. Em thấy có Xuân Hiếu gửi. Chồng chị My nghe tuyệt quá. Yes, em thấy chị mới nói là giọng chị rất là good á. Rồi, em thấy Xuân Hiếu. You have very good. Em nghĩ là nếu mà 5 chấm không vấn đề gì. Còn nếu chị muốn cải thiện thêm thì em nói trả lời đúng cái trọng tâm một chút xíu và từ vựng. Ok, but yours very good. Em thấy có nhiều anh chị gửi câu trả lời cho em lắm. Thì các anh chị, em thấy đây có chị Hạnh Phạm gửi cho em câu trả lời này. Chị Quyên, Hiếu, chị Trà Thanh. Các anh chị gửi câu trả lời cho em là very good ha. Bây giờ em sẽ làm một cái hoạt động như thế này. Em sẽ chia nhóm cho các anh chị. Tại vì lớp mình, nếu như em không chia nhóm, em sợ có một số anh chị không không kịp nói. Thì em sẽ làm như thế này, cho phép em là chia ra mỗi nhóm 3 người. Đối với những anh chị mà đã gửi câu này cho em rồi á, thì các anh chị hoàn toàn có thể dùng cái câu mà anh chị mới gửi á, nói với mọi người trong nhóm. Giống như là mình practice English thôi ha. Yes. Actually use public transport every day Rồi. to get to work Rồi, bây giờ em để là 8 phút. Bây giờ mọi người vô trong nhóm của mọi người. convenient. Đợi em xíu, đợi em xíu, đợi em xíu nhé. Rồi, bây giờ em sẽ chia ra. Đợi em xíu, mọi người đợi em xíu. Affordable. Ok, rồi. Em có chia ra nhóm cho mọi người. Mỗi anh chị sẽ có khoảng đâu đó 8 phút để nói chuyện với mọi người trong nó trong
trong nhóm của mình, nên thành ra là các anh chị vô cứ dùng cái câu mà các anh chị chuẩn bị ha. Either how do you get here today or do you often use public transport, thì các anh chị sẽ vô và thực tập với những người trong nhóm của mình. Bằng cách đó thì em chắc chắn là ai trong nhóm mình cũng sẽ có được nói hết. Rồi bây giờ cách tham gia nhóm là các anh chị sẽ thấy bên phải màn hình hoặc phía trên, một là bên phải hay là phía trên, sẽ có một cái nút đó là nhóm hoặc là group hoặc là room, và cái nút tham gia các anh chị bấm vào đó, các anh chị sẽ được trả về cái nhóm của mình á. Thì khi các anh chị được trả về nhóm của mình thì các anh chị cùng với mọi người trong nhóm mình thực tập nói thôi ha. Ok, bên em nghĩ là bên phải phía trên, phía trên bên phải mình có cái nút tham gia. Rồi. Rồi mọi người đợi em xíu, có một số anh chị mà không tham gia nhóm được thì có thể là các anh chị đi làm. Hoặc là bận thì không sao, nhưng mà nếu mà các anh chị muốn tham gia nhóm để nói với mọi người á. Rồi, thì là các anh chị sẽ thấy bên phải màn hình phía trên nó có nút là tham gia á. Thì các chị bấm vào đó tham gia thì mọi mình sẽ được vô nhóm nói chuyện với mọi người. Bởi vì hiện tại là có một số anh chị trong phòng mà không có một bạn để nói chuyện này. Ok. Chị Trà Thanh vô phòng mà không thấy ai, chưa vô, chưa thấy ai vô đúng không? Dạ đúng chị. Dạ ok anh, sorry. Vậy bây giờ để em coi em có cách nào đưa anh vào nhóm khác không? Để trong cái nhóm, tại vì có một cái trong nhóm có một số anh chị rồi. Bây giờ sai lại sao ta? Rồi. Đợi em xíu này, em xem có nhóm nào mà lại chưa có người không? Có hai nhóm chưa có người, bây giờ sao mà để cho mọi người vô được nhóm đi ta? Tại có một số anh chị không có vô nhóm đó, nên thành ra bây giờ em sẽ bỏ các anh chị vào trong nhóm à. Ok. Rồi. Rồi, đợi em xíu em xem ai chưa có bạn em sẽ xếp vào ha. Em tới hiện tại là trong cái group số 1 là chưa có anh chị nào. Trong cái phòng của mình có ai mà tham gia nói được không? Em cần thêm một bạn nữa để nói chuyện với chị Rosa. Có anh chị nào tham gia nói được không nè? Để em có một số anh chị ở đây: Corporate Bình anh Duy, Hồ Hữu An, Lan Hoàng, Thuận Nguyễn, Huy Ly và Lê Văn Hiếu là chưa tham gia nhóm. Có anh chị nào trong đó muốn nói chuyện không thì em sẽ trả các anh chị về nhóm nè. Còn không thì em buộc lòng phải cho. Ok, dạ không sao đâu anh, không sao. Mình muốn tham gia nhưng mà mình không biết cách vào nhóm thôi ạ. Dạ chị tên gì chị? Lan Hoàng. Ok, chị Lan Hoàng, ok chị đợi em xíu nè. Em trả chị về một phòng mà lại có người để chị nói chuyện. Ok, chị Lan Hoàng đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ rồi, đợi em xíu. Rồi, bây giờ chị Lan Hoàng á, chị có thấy ở bên tay phải phía trên màn hình có cái nút tham gia. Ok, em nghĩ chị vô rồi. It's good. Làm cách nào để vô nhóm vậy dạ, cô anh? Anh tên gì vậy anh? Mình tên Duy á. Mình tìm cái nút hoài mình không thấy cái nút để vào nhóm. Anh là Duy Nguyễn Phạm phải không? Dạ dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Bây giờ nhóm mình còn có 3 phút. Con học số 7 chưa có chị. Ok, 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 đợi em xíu nha. Em sẽ bỏ anh Duy vào trong phòng số 7. Mình chỉ mới biết câu trả lời trả trên chat trên nhóm thôi. Rồi, bây giờ anh á, anh thấy bên phải màn hình phía trên á có cái nút là tham gia hoặc là join group hoặc là join room. Có một cái nút ở phía trên bên phải màn hình, bấm vào nút đó. Nút bên phải. Dạ, chị thấy trên. Nút bên phải chị thấy được có cái hình biểu tượng của cái tai nghe thôi.
Không thấy cái nút chơi room nào hết. Vậy thì trong nguyên màn hình của anh có nút nào là join không? Chỉ có cái nút ba chấm để mà mình để chọn vô đó để là mình đại dịch tin nhắn trong cuộc gọi rồi chia sẻ màn hình rồi thôi à. Chứ không thấy cái nút Ồ, anh đang này dùng điện tham gia thoại hay nhóm. là máy tính vậy? À, bằng điện thoại. Ồ, điện thoại à. Điện thoại thì đúng rồi, điện thoại thì em thử Nó không nha. có nút đó hả cô? Em không biết là em thử nha. Nếu hôm nay thì có vẻ là sẽ có một chị bị chị thiệt rồi, tại vì có một chị có vẻ đang đợi anh. Nhưng mà ok, để em coi thử là điện thoại như thế nào. Đợi em xíu nha, tại vì em biết là điện thoại thì nó cũng không có nhiều chức năng lắm. Nếu mà em tìm ra được cái này thì sẽ tốt hơn cho các anh chị học điện thoại. Anh Duy đợi em xíu nha, em vẫn đang mở điện thoại đó mà cái phần mềm nó bắt em phải cập nhật nên nó đang đợi chút xíu. Ok, cảm ơn. Rồi, để em thử cho. Rồi, em sẽ thử em try thử xem trên điện thoại nó nằm ở đâu. Hình như trên điện thoại không có Không có cái nút đó luôn. em. Ở gì tìm hoài á, con nãy giờ tìm hoài không thấy nút cho nhóm gì. Đúng rồi, như trên điện thoại không có. Nó bị hình như nó bị hạn chế cái đó hay sao? Em nghĩ vậy, trên điện thoại anh chỉ có thể bỏ phiếu hoặc anh chỉ có thể làm Q&A thôi. Đó là những gì em biết, còn hiện tại em có thể nghiên cứu thêm nhưng mà em cũng chưa thấy thật. Xin lỗi cô Rusty. No worry chị. Mình muốn nói rằng là I go to work bye bye. I usually go to work bye bye because it's very easy to escape from the heavy traffic. And I can if I go bye bye, I can access to the location very very easy without any trouble about parking. Không biết là nói như vậy thì có ổn không cô Rosie? Anh chị đang định thi ở Canada hay Việt Nam? À, mình là thi ở Việt Nam ạ. Và anh chị định thang điểm mình cần là bao nhiêu? Và cái target của mình là 6.5. Vậy thì anh chị phải luyện tập thêm nhiều. Vâng. Ok, đợi em chút xíu em sẽ, tại vì cái thang điểm của anh chị là 6.5 rồi nên giờ em mà có nói thì nó cũng sẽ trở nên rất là nhiều nên thành ra cho phép em chia sẻ cách chấm điểm thôi. Và sau buổi Vâng học vâng. thì chị cứ vô group, anh chị cứ vô group và họ đỏ câu trả lời em sửa. Người ta sẽ chấm điểm Vâng. đầu tiên là fluency. Rồi. Mọi người quay lại rồi ha, mọi người quay lại thì bây giờ em đang chia sẻ về cái thang điểm của IELTS speaking chút xíu. Người ta chấm điểm fluency đó là câu trả lời có lưu loát chưa? Người ta chấm điểm là pronunciation đó là phát âm có đúng chưa? Người ta có chấm điểm về grammar tức là ngữ pháp có đúng chưa? Và cuối cùng là người ta chấm điểm về lexical resource tức là từ vựng á các anh chị. Nó gọi là từ vựng á, người ta gọi ghê vậy thôi chứ nó là từ vựng á. Thì đây là bốn yếu tố chấm điểm. Ok. Nên thành ra đó là em nghĩ là yếu tố pronunciation, grammar, lexical resource. Tại vì câu trả lời của anh chị nó cũng khá là nhanh nên em nhận xét về cái fluency trước. Nếu như cái điểm của mình đang muốn tới 6.5 thì mình phải practice nhiều hơn để có một cái better fluency hơn. Ok, thì về fluency các anh chị đừng có sợ, các anh chị cứ nhớ như này nè. Phần đầu á, phần speaking thì như em đã nói nó chỉ có một số cái chủ đề này thôi. Nếu mà ở Việt Nam thì có thể họ sẽ cho thêm chủ đề, who knows? Đúng không? Tại vì ở Việt Nam thì có thể là có chủ đề, những chủ đề gì đi nữa thì cũng sẽ là về về bản thân của các anh chị, you about your life. Ok, thì mình phải nắm cái điều đó để mình thấy là cho dù mình có học đúng chủ đề này
đi thi gặp một chủ đề gần đó cũng không là vấn đề. Tại sao? Tại vì người ta hỏi về bản thân mình thôi. Quan trọng là mình hiểu câu hỏi và mình try to make a conversation. 2 đến 3 câu là đủ. Nên nếu như anh chị thấy chiều dài của câu mình cảm thấy mình run, so don't think about make it too long, 2 or 3 sentences is good enough. Em chưa kịp nhớ câu trả lời các anh chị là gì. Nhưng mà các anh chị nếu như là I went here by scooter, maybe because it saves a lot of time in traffic jam instead of going by car. And also, scooter is easier to find a parking spot. Các anh chị thì em chỉ làm 2 đến 3 câu thôi, nhưng mà don't push yourself too hard. The important thing is 2 đến 3 câu, và hãy nhớ rằng đây là 4 yếu tố mà chấm điểm. Trong đó em nghĩ là yếu tố fluency là yếu tố mà đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Tại vì khi mà mình nói run rồi á, thì những cái về pronunciation, grammar hay lexical resource là mình sẽ rớt hết. Tức là mình giống như mình không còn cái sự tâm lý tốt để mình đi thi nữa. Nên fluency, nếu như có thể thì anh chị có thể improve cái đó. Ok, rồi. Bây giờ như thế này, em hy vọng là các anh chị đều có thời gian practice trong lớp với mọi người. Cho em share màn hình một chút xíu về cái lớp học của mình. Tin đừng gọi tên. Rồi, đợi em xíu xíu nha, em sẽ share ngay lập tức và để cho các anh chị không tốn thời gian. Xin lỗi các anh chị, hôm nay trời mưa quá, em đang bị bệnh. Rồi, vừa nãy có anh chị đọc câu trả lời cho em á, thì các anh chị nếu mà muốn viết lại hoặc là muốn sửa câu đó và chia sẻ với mọi người á, thì các anh chị vô group của mình. Các anh chị sẽ thấy là group của mình nhiều người đăng bài lắm, thoải mái, em rất là thoải mái trả lời. Các anh chị có thể comment trực tiếp vào cái bài học ngày hôm nay. Hoặc là như các anh chị cũng biết đó là trong group thì mình lại có group chat, thì các anh chị cũng có thể là gửi câu trả lời vào group chat của mình. Như các anh chị sẽ thấy là rất nhiều người gửi nè. Và khi các anh chị gửi xong em đều trả lời hết nè. Ví dụ các anh chị này, chị Giang chẳng hạn, gửi cho em câu trả lời là như này. Ok, thì em cũng đều giúp các anh chị sửa hết. Nên thành ra những anh chị nào hôm nay trong lớp mà có cơ hội được thực tập với mọi người, và em hy vọng tất cả mọi người đều có cơ hội thực tập, it's good, thì tốt, quá tốt. Và các anh chị muốn làm thêm câu hỏi hoặc là có vấn đề gì, các anh chị có thể gửi trong group hoặc là group chat. Em không gửi được câu trả lời, chị đã tham gia group chưa chị Trà? Dạ rồi, chị là group member right? Nếu như vậy thì chị thử comment đi. Chị comment, nếu mà không được nữa thì có thể nhắn em hỗ trợ. Nhưng mà em nghĩ group của em để public group, tức là group này mở, không phải là group đóng, tức là ai cũng có thể thấy và ai cũng có thể nhắn hết. Tại vì nó là public, tức là group mở đó các anh chị. Thì các anh chị hoàn toàn có thể comment vào đây. Nếu như là hiện tại cái chức năng nhắn tin trên máy của các anh chị chưa cho phép, nhưng em nghĩ là vì là group mở nên ai cũng có thể nhắn thôi. Ok, if hopefully là commenting is gonna be good. Rồi, chị Queen, I would like to join this group. Dạ chị, và chị nên join group. Tại vì mỗi buổi học á, từ vựng, recording mọi thứ, sửa bài cũng để trong group. Và lớp của mình là hoàn toàn miễn phí thôi, nên thành ra it's more like community group, it's not about training anything. Bất cứ cái gì về IELTS, về cuộc sống Canada, nếu như em và mọi người trong group có thể chia sẻ được thì em sẽ sẵn sàng và mọi người sẵn sàng chia sẻ. Ok, em có drop đường link, các anh chị có thể lên mạng search IELTS Rosie là sẽ ra. Em nghĩ là IELTS Rosie là ra thôi. Rồi chưa, còn các anh chị muốn giữ lại đường link thì đó là đường link. Ok, đó là buổi học ngày hôm nay, mình sẽ đã học về transportation. Thì bữa học sau em sẽ hẹn các anh chị cái chủ đề tiếp theo, cũng về speaking part 1, và mình sẽ again sẽ có cái thời gian chia sẻ với mọi người trong lớp. Rồi, em cảm ơn mọi người đã tham gia buổi học nha. Em sẽ hẹn gặp mọi người vào buổi học tuần sau. Ok, bye. Xin chào, xin chào cô. Take care, bye. Bye. Dạ em cảm ơn chị Huyền. Thanks for joining, ok? Appreciate it. Thank you. Bye.